trong cuộc sống của mình có một cái điều gì đó xảy đến để mình mới đi tìm con đường khác và mình được hút đến với câu lạc bộ, đúng không ạ? Và Thư cũng như vậy. Thì có thể là ở đây có rất là nhiều anh chị doanh nhân, chưa biết Thư là ai thì Thư xin giới thiệu qua một chút. Thư họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của nhóm học tập của doanh nhân Mr. Bá Bảo và doanh nhân Miss Ánh Nhung, và người bạn của Thư, là người quý nhân trong cuộc đời của Thư, đó chính là doanh nhân Miss Lê Thúy. Và khi mà Thư năm nay Thư 28 tuổi đến với câu lạc bộ thì cái tuổi tác về vật lý nó không quan trọng nữa, cho nên là nhiều khi Thư không nhớ tuổi thật của mình luôn ạ. Và ngày càng thì tế bào mình ngày càng trẻ ra, tinh thần mình cũng ngày càng trẻ ra các anh chị. Và đến một thời gian thì bắt đầu khi mà đến với câu lạc bộ thì Thư có một cái khoảng không dương khá là lớn so với cái tuổi đời của Thư, và lúc đó Thư không biết tìm cách giải quyết ở đâu hết. Và trước khi đến câu lạc bộ thì một thời gian khá là dài Thư bị chìm đắm ở trong đó. Và đến câu lạc bộ thì những ngày đầu tiên mình được đến với câu lạc bộ, mình được từ những vị doanh nhân rất là tuyệt vời đã truyền đến những cái động lực, những cái tình yêu thương, những cái sự cảm thông, sự khích lệ, sự động viên đó. Và mãi dần dần theo thời gian và đến ngày hôm nay thì Thư có rất là nhiều kết quả. Và khi mà nhưng mà các anh chị biết sao mà Thư đồng hành với câu lạc bộ là hơn một năm, mà tính từ thời gian mà mình đồng hành nha, chứ không tính từ thời gian mà mình vào học trong cộng đồng các anh chị ha, thì là hơn một năm. Và rất là tuyệt vời là khoảng một tuần trước đây thì hơn một tuần một xíu Thư có dịp, điện thoại của Thư thì những cái hình ảnh Thư đều lưu lại hết, và nó nhắc Thư là cái kỷ niệm. Và lúc mà Thư mở ra thì Thư vỡ òa luôn các anh chị. Thì cái thành công của Thư khi đến với câu lạc bộ đó là Thư trực tiếp trải nghiệm trên chính cái cơ thể của mình một cái câu nói mà đến phải trải qua hơn một năm trời Thư mới trực tiếp được trải nghiệm cái điều này. Đó là cái câu nói mà doanh nhân sinh tố của chúng ta thường xuyên, và thậm chí là tất cả các anh chị doanh nhân nhóm trưởng đều chia sẻ hàng ngày luôn. Nhưng mà đến thời điểm này thì Thư mới thật sự là trải nghiệm được điều đó. Đó là cái câu mà trên cái thành công là một hành trình, đúng không ạ? Và trên cái hành trình này á thì cái phần thưởng lớn nhất đó chính là con người bạn trở thành, chứ không phải là cái vật chất mà bạn có được. Và Thư Thư xin phép ban tổ chức là cho Thư chia sẻ một tấm hình để minh chứng cho cái điều này, là cái phần cũng thay một cái lời cảm ơn đã đến doanh nhân Thanh Tú, anh doanh nhân Mr. Công Minh, doanh nhân Bá Bảo, doanh nhân Ánh Nhung, doanh nhân Miss Lê Thúy và tất cả các anh chị doanh nhân nhóm trưởng. Mọi người đang làm một cái công việc mà vô cùng giá trị, vô cùng nhân văn, và Thư rất là biết ơn tìm thức vũ trụ đã đưa Thư đến câu lạc bộ, và rất biết ơn và tự hào vì Thư là một thành viên của câu lạc bộ Trí Tuệ Ưu Tú và Liên Minh các gia tộc. Và Thư xin được phép chia sẻ cái bức hình Thư chưa 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 được chưa được cấp quyền ạ. Dạ chưa được ạ. Để Thư gửi cho Thư gửi cái hình cho ban tổ chức ạ. Dạ rồi, Thư gửi rồi. Mọi người đợi một chút xíu, vài giây thôi. Ở ban tổ chức trước nhà chúng ta là vô cùng tuyệt vời, là một phòng ban rất là lớn, và toàn là những con người xuất sắc sẽ hỗ trợ cho cả nhà nhìn thấy được một bức ảnh mà vô cùng truyền cảm hứng. Thì Thư xin Thư ban tổ chức nhận được chưa ạ? Đây đây là kết quả sau một thời gian mà Thư rèn luyện tại câu lạc bộ. Hình bên trái là khi trước khi Thư đến với câu lạc bộ, và hình bên phải là Thư bây giờ. Thì Thư phải chia sẻ với tất cả mọi người đó là không có tiền nào mà có thể mua được cái kết quả như thế này ạ. Và Thư vô cùng hạnh phúc luôn. Và giây phút đó thì Thư hiểu sâu sắc về cái giá trị của câu lạc bộ mà trước đây Thư nhìn rất là
nhiều anh chị lên ăn mừng thành công, nhưng mà kiểu là mình rất là ngưỡng mộ và mình vẫn lưu và mình nạp những cái thông tin đó ở đó. Và đến một ngày thì đúng như câu lạc bộ chia sẻ đó, đó chính là lượng đủ thì chất đổi. Và thì Thư một lần nữa cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị doanh nhân mà đã có mặt ở trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng, vì mọi người đã có một cái kết quả đã lựa chọn rất là đúng đắn luôn, rất là tuyệt vời. Có thể là nếu như bây giờ mọi người chưa cảm nhận được hết thì hãy cho phép mình hãy kiên nhẫn hơn một chút nữa, cho phép mình bao dung với chính mình để được trực tiếp trải nghiệm những điều, tất cả những tư duy, những cái điều, những giá trị mà các mà doanh nhân Thanh Tú, anh doanh nhân Mr. Công Minh và tất cả các anh chị doanh nhân nhóm trưởng đang muốn gieo cho chúng ta và đang truyền tải đến chúng ta mỗi ngày ạ. Thì Thư có thể nói ngắn gọn đó là vào câu lạc khi mới vào câu lạc bộ thì có thể là vịt con không đẹp đẽ đúng không ạ, không được đẹp, nhưng mà khi ra thì là một thiên nga, hay là khi vào là vàng thô thôi, vàng tạp chất, nhưng mà khi ra thì là vàng nguyên chất ạ. Dạ rồi Thư rất là cảm ơn và biết ơn tất cả các anh chị doanh nhân mà đã lắng nghe phần ăn mừng thành công của Thư. Thư xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người là trong cái buổi 2 của nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng ngày hôm nay thì mọi người học được thật là nhiều kiến thức, thật là nhiều giá trị và ứng dụng cho công việc của mình, cho đời sống của mình, tạo ra thật là nhiều giá trị và đem những giá trị đó giúp thật nhiều người hơn nữa, và cùng với câu lạc bộ nhân rộng cái giá trị này ra thật nhiều nữa. Dạ, Thư cảm ơn một lần nữa, cảm ơn doanh nhân Miss Thanh Tú, doanh nhân anh Mr. Công Minh và doanh nhân Mr. Ba Bảo, doanh nhân Miss Ánh Nhung, doanh nhân Miss Lê Thúy cùng tất cả các anh chị doanh nhân nhóm trưởng ở trong câu lạc bộ nhà mình. Dạ, Thư xin xin chào mọi người.